tại miền Trung phối hợp chặt chẽ với địa phương trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại đã góp phần đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Tuyến đường ấy có vai trò đóng góp to lớn của vị tư lệnh tuyến đường, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Trong mùa luyện quân năm nay, Sư đoàn Bộ binh 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều biện pháp tốt, cách làm hay để nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội, trong đó chú trọng rèn cán để luyện quân. Dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát. Cách quản lý phương tiện và người lái xe kinh doanh vận tải hiện nay đã lạc hậu, cần có một hệ thống phần mềm dùng chung của các doanh nghiệp vận tải để thuận tiện trong khâu tuyển dụng và quản lý lái xe. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, thứ 6 ngày 5 tháng 4. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành khu vực phía Nam có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành trung ương phải có trách nhiệm chung trong quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo của các bộ ngành về những vấn đề nổi lên của đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương cần giải quyết trong thời gian tới. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương và chính sách phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế chung của toàn vùng. Tuy nhiên, so với các khu vực kinh tế khác, đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một trong những vùng còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, nổi lên là các vấn đề về đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp và hạ tầng giao thông còn hạn chế. Đây được xem là những điểm nghẽn đối với sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long. Những năm gần đây, ở đồng bằng sông Cửu Long ngoài phần diện tích đất sản xuất bị mất do tác động của tiến trình đô thị hóa, chuyển đổi phương thức sản xuất không đúng mục đích, thì tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất cũng làm mất đi nhiều diện tích đất nông nghiệp, giảm khả năng sản xuất nông nghiệp và thủy sản, ảnh hưởng đến sinh kế của một bộ phận cư dân nông thôn ven biển. Đối với vấn đề hạ tầng giao thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thực hiện. Theo đó, các công trình giao thông trọng điểm bức xúc cần được triển khai sớm, giải quyết cấp bách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng các bộ ngành trung ương phải có trách nhiệm chung trong quy hoạch phát triển, đặc biệt là đối với miền Tây Nam Bộ còn nhiều khó khăn. Việc kết nối tổ chức sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch hợp lý, đồng thời giải quyết tốt các chính sách sẽ góp phần giúp cho đồng bằng sông Cửu Long phát triển toàn diện hơn trong việc triển khai nghị quyết 120 của Chính phủ về quy hoạch phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, mục tiêu đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2100. Sáng nay, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đơn vị Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Hải đội 202 vùng Cảnh sát biển 2. Trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019, Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Hải đội 202 vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chính quyền địa phương, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Các đơn vị đã đấu tranh thành công 23 vụ án với 41 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy, phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 100 vụ buôn lậu hàng giả, tịch thu 1.600 lít xăng dầu, 35 mét khối gỗ, trên 9.000 kg ngà voi vận chuyển trái phép. Tổng số tiền xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị còn phát hiện xử lý 16 vụ mua bán vật liệu nổ, thu giữ 470 kg pháo, 2.000 kíp nổ cùng các loại súng tự chế, bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Đồng chí Thứ trưởng Lê Chiêm chỉ đạo để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từng đơn vị phải tổ chức tốt lực lượng bám sát địa bàn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các loại tội phạm trên từng địa bàn.
Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hôm nay đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. Qua kiểm tra, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt 4 nội dung nhiệm vụ lớn và 3 khâu đột phá, đặc biệt tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ, chấp hành đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ đảng viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8, tăng cường công tác giáo dục rèn luyện đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, từ đó góp phần nâng cao năng lực chất lượng lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai có đường biên giới dài 182 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có điểm nóng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng và an ninh nhân dân trên địa bàn vững chắc. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh Lào Cai đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thay mặt đoàn công tác đề nghị các lực lượng quân đội tiếp thu ý kiến đóng góp, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu dự báo, xử lý cho chính quyền địa phương để triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, không để xảy ra các điểm nóng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chú trọng công tác xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc. Tại Thanh Hóa sáng nay, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi đã được tổ chức với sự chủ trì của Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Đại biểu các cơ quan đơn vị trên địa bàn 6 tỉnh quân khu 4 đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực, vấn đề tổ chức lực lượng dân quân trong doanh nghiệp, đội ngũ thôn đội trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã và về kinh phế, chế độ chính sách nhằm phù hợp hơn với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng dân quân tự vệ. Những ý kiến từ cơ sở rất quan trọng để ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu nhằm tiếp tục hoàn chỉnh dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi trình Quốc hội trong thời gian tới. Với nhiệm vụ được giao là cùng với các đơn vị bạn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trọng yếu của thủ đô Hà Nội, trong mùa luyện quân năm nay, Sư đoàn Bộ binh 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có nhiều biện pháp tốt, cách làm hay để nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội và bước đầu đạt được kết quả tốt. Ghi nhận của phóng viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, với sự chỉ bảo tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp, các chiến sĩ mới của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã dần quen với các nội dung huấn luyện. Chia nhỏ, tập nhiều, xoay vòng khép kín là phương châm huấn luyện đạt hiệu quả cao. Ngoài giờ học trên thao trường thì chúng tôi cũng có những cái mô hình học cụ liên quan đến đầu ngắm rồi thước ngắm để xác định được cái đường ngắm cơ bản. Nhờ những cái mô hình học cụ đấy thì cái kết quả bắn cũng như là luyện tập của tôi được cải thiện hơn. Trước khi mà tổ chức duy trì được tập là tôi thường xuyên có những buổi để tổ chức bồi dưỡng để cho tiểu trưởng có hình thành phương pháp, khẩu khí, tác phong sao cho khoa học nhất khi mà điều hành luyện tập và tổ chức chặt chẽ nhất. Và khi kiểm tra hướng dẫn thì có thể kiểm tra hướng dẫn đến từng người, từng cá nhân trong tiểu đội. Chuẩn bị tốt thao trường bãi tập, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Đó là những khâu đột phá mà Trung đoàn 692 xác định. Theo đó, Trung đoàn đã làm mới hàng nghìn mô hình học cụ, củng cố nâng cấp thao trường huấn luyện, tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ các cấp từ tiểu đội trưởng trở lên. Cán bộ các cấp bám thao trường đúng thời gian, đúng thành phần theo quy định. Để huấn luyện sát với thực tế, Trung đoàn còn đặc biệt chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thục các công cụ hỗ trợ, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp, thường xuyên luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, báo động di chuyển cơ động, rèn luyện ý chí tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao độ cho bộ đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu thì phải bảo đảm tốt về cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ về phương án và tổ chức luyện tập thường xuyên, cũng như là sẵn sàng xử trí các tình huống khi xảy ra trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi xác định là 100% các nội dung huấn luyện đều phải đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% đạt khá và giỏi. Rèn cán rồi mới luyện quân, rèn mình rồi mới rèn chiến sĩ. Phương châm ấy được Trung đoàn 692 nói riêng và Sư đoàn 301 nói chung nghiêm túc thực hiện để luôn sẵn sàng chiến đấu cao, là lực lượng quan trọng bảo vệ an toàn tuyệt đối thủ đô Hà Nội. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Đường Trường Sơn, con đường của ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc. Mô hình nhiều hơn một tại đơn vị đặc công hải quân. Trên thế giới trong thế kỷ 20, không có một cuộc chiến tranh nào kéo dài suốt 30 năm như cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Và cũng không hề có một tuyến chi viện chiến lược từ hậu phương ra tiền tuyến, không những quy mô lớn mà thời gian hoạt động lại kéo dài như tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn. Vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tuyến đường đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi và là một trong những nhân tố có ý nghĩa vô cùng quan trọng đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân năm 1975. Trong quá trình hình thành và phát triển của đường Hồ Chí Minh huyền thoại, có vai trò đóng góp rất lớn của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, tên thật Nguyễn Hữu Vũ. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã trực tiếp gắn bó, chỉ huy, góp phần quan trọng để hoàn thành tuyến đường vận chuyển quân lương, vũ khí, khí tài và hoàn thiện đường ống dẫn xăng dầu từ bãi cháy Quảng Ninh vào tận Nam Bộ, chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã sớm đề ra chủ trương mở con đường bí mật xuyên Trường Sơn để bảo đảm yêu cầu chi viện cho cách mạng miền Nam. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn quân đặc biệt, sau gọi là đoàn 559, được thành lập với lực lượng đoàn bộ và tiểu đoàn giao liên 301, quân số 500 người, có nhiệm vụ vừa mở đường hành quân, vừa tổ chức đưa người và vũ khí tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Ba nước Bình Dương ấy, thì Trường Sơn tức là nó là cái đỉnh của ba nước, và chính cái đỉnh của ba nước ấy nó lại cái điểm, là đồng thời là cái điểm tựa của tất cả các loại chiến trường. Vì vậy cho nên cái xây dựng được cái thế trận gọi là cầu đường, hay là nó khác là thế trận của cái của tuyến chi viện, thì là buộc là phải có đường, có đường thì phải dựa vào đường và cái thế hiếm của đất nước Việt Nam ta, của đất ba nước Bình Dương. Nhằm chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo xây dựng phát triển đoàn 559 thành Bộ Tư lệnh 559 với những sư đoàn gồm các binh chủng để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chi viện chiến lược quan trọng. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã được Quân ủy Trung ương giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ này, và ông cũng là một trong những người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường Hồ Chí Minh thành con đường vận tải chiến lược, góp phần vào thắng lợi của chiến tranh giành độc lập giải phóng dân tộc. Khi có một cái chỗ nào xảy ra tắc, báo cáo lên thì anh Nguyên, anh ấy hỏi, thứ nhất lại hỏi rất tỉ mỉ tắc đoạn nào, cây số bao nhiêu, thuộc binh trạm nào. Hiện nay tình hình ở đấy là đến mức độ nào, anh mới ra luôn kế hoạch. Vậy thì anh phải điều bao nhiêu lực lượng công binh đến đấy, điều bao nhiêu là người đến khu vực đó, bằng những phương tiện gì, ai chỉ huy ở đấy, và dự kiến đến bao giờ thì làm và có thể làm xong. Thế thì cái tác phong sâu sát và tỉ mỉ và cụ thể của anh Nguyên như thế phải nói là rất là tốt. Vượt qua mọi khó khăn, Bộ đội Trường Sơn đã mở gần 2 vạn km đường ngang dọc ở cả Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, tạo thành một hệ thống cầu đường liên hoàn vững chắc, nối từ hậu phương miền Bắc vào các chiến trường miền Nam, Trung Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Đồng thời, ta mở trên 600 km tuyến vận tải đường sông. Tiếp đó,
ta xây dựng tuyến đường ống xăng dầu gần 5.000 km và hàng vạn km đường dây thông tin để bảo đảm liên lạc thông suốt từ trung ương đến các chiến trường. Dọc đường Trường Sơn là hệ thống binh trạm, kho tàng, bệnh viện, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục chặt chẽ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có trên 2 triệu lượt người và nhiều đơn vị binh khí kỹ thuật lớn vào chiến trường miền Nam qua đường Trường Sơn. Nó nhiều cái nhân tố nó làm góp phần làm nên cái tập đoàn con đường. Nhưng mà cái có ba nhân tố cơ bản. Một là cái quyết tâm, cái ý chí. Hai là cái sự đoàn kết, đoàn kết giữa quý nhân dân và cái hợp đồng giữa các lực lượng. Và cái thứ ba là người lãnh đạo và chỉ huy là có cái tầm dự báo trước, lường trước được, phải nhìn nhận thấy được quy luật phát triển tất yếu của chiến tranh. Mỗi ngày một gạo lên, mỗi ngày một hiện đại lên. Với quy mô, phạm vi cả Đông và Tây Trường Sơn, xuyên qua 20 tỉnh thuộc 3 nước Đông Dương, đường Hồ Chí Minh tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn bền vững. Và tuyến đường chiến lược này đã phát huy vai trò, sứ mệnh lịch sử to lớn của mình, đó là chi viện sức người, sức của hậu phương lớn miền Bắc kết hợp với sức mạnh tại chỗ của cách mạng miền Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn của cả dân tộc để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Trên con đường ấy đã ghi đậm dấu ấn của vị tướng Đồng Sĩ Nguyên. Bản tin sẽ được tiếp tục với các tin tức quân sự quốc phòng khác. Tại Đà Nẵng, hội thảo khoa học tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang quân khu 5 trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình giai đoạn 1975-2016 vừa được tổ chức vào chiều nay. Các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo đều khẳng định giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của công trình đối với lực lượng vũ trang quân khu 5 và quân đội trong giai đoạn hiện nay. Công tác biên soạn công phu, đúng quy trình khoa học, khai thác tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, hoàn thành nội dung có chất lượng tốt, công trình đã khái quát và phân tích sâu sắc những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, rút ra được 6 bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của lực lượng vũ trang quân khu 5. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt chủ trương và mục tiêu thi đua, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cụ thể hóa tổ chức các hoạt động thiết thực như triển khai thực hiện mô hình thi đua ba nhất, mô hình cán bộ đảng viên xử giác quần chúng và cấp dưới, mô hình đoàn cơ sở ba chủ động, tiếp tục hoàn thiện các mô hình hiện có, đẩy mạnh xây dựng các mô hình mới sát với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị. Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa đọc 2019, sáng nay Thư viện Quân đội đã tổ chức tọa đàm Bí quyết khai thác mỏ vàng trong những cuốn sách với sự tham gia của hai tác giả dịch giả là Nguyễn Bích Lan và Nguyễn Quốc Vương. Tại buổi giao lưu tọa đàm, các tác giả dịch giả đã chia sẻ với độc giả những bí quyết đọc sách để có hứng thú đọc và từ đó hình thành thói quen đọc sách. Tác giả dịch giả Nguyễn Bích Lan chia sẻ với độc giả câu chuyện đầy xúc động của bản thân về hành trình không gục ngã trước bệnh tật, vượt qua những khó khăn trở ngại của cuộc sống, tìm lại chính mình trong những cuốn sách để vươn lên tiếp tục tự đọc, tự học. Còn diễn giả Nguyễn Quốc Vương, nghiên cứu sinh tại Nhật Bản về lịch sử thế giới, là tác giả, dịch giả uy tín của hơn 30 đầu sách về giáo dục, đã chia sẻ cuộc hành trình lan tỏa tình yêu sách của anh tới những độc giả Việt Nam nhằm thực hiện ước mơ nâng cao văn hóa đọc cho người Việt. Cả hai diễn giả đều có một nhận định chung, muốn tìm được hứng thú đọc sách, trước hết chúng ta phải tìm được cuốn sách phù hợp với mình, đúng với sở thích cũng như nhu cầu tìm hiểu của mình. Dịp này, Thư viện Quân đội cũng tổ chức hoạt động bổ trợ là tặng sách với chủ đề Tặng sách là trao đi tri thức, trao tặng hàng trăm cuốn sách cho các độc giả. Nhiều năm qua, những mô hình thi đua quyết thắng trong công tác huấn luyện đã phát huy hiệu quả rõ rệt tại Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân. Trong đó, mô hình nhiều hơn một đã phát huy hiệu quả đặc biệt trong điều kiện đơn vị thường xuyên phân tán lực lượng làm nhiệm vụ và huấn luyện dã ngoại trên các vùng biển đảo. Giỏi một nghề, biết nhiều nghề. Cán bộ phải sở hữu cùng lúc nhiều kỹ năng, kiến thức để đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khi nhân sự thường trực đi công tác. Đây là mục đích của mô hình nhiều hơn một mà Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 triển khai đáp ứng yêu cầu thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên các vùng biển đảo. Phòng Chính trị Lữ đoàn
là một trong những đầu mối triển khai hiệu quả mô hình nhiều hơn một. Đại úy Phạm Quang Hùng, trợ lý bảo vệ an ninh, được phân công thêm nhiệm vụ công tác dân vận. Thêm nhiệm vụ, thêm trọng trách, Đại úy Hùng cùng đồng đội thường xuyên trau dồi kiến thức, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để làm tốt công việc được giao. Thủ trưởng lữ đoàn, thủ trưởng phòng chính trị là những đồng chí đã đi trước, kinh nghiệm thì nhiều, kiến thức thì chắc chắn là cũng sẽ dày dặn hơn rất nhiều so với đội ngũ trợ lý chúng tôi còn ít tuổi. Bên cạnh cái việc mà chỉ đạo giao việc thì cũng là kèm cặp thường xuyên và cũng có uốn nắn bồi dưỡng những cái kỹ năng và những kiến thức trong mọi lĩnh vực. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên sông biển, đội 12 đặc công là nơi chính trị viên Đại úy Nguyễn Văn Lộc công tác. Là cán bộ quân sự chuyển loại chính trị, Đại úy Lộc có khả năng kiêm nhiệm công tác huấn luyện tại đơn vị khi cần thiết, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Đồng chí đội trưởng ví dụ thực hiện các nhiệm vụ công tác trên các vùng biển đảo ấy, thì đồng chí chính viên trực tiếp ở nhà vẫn là trực tiếp huấn luyện cán bộ chiến sĩ và giáo dục chiến sĩ, nắm bắt tư tưởng và động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Tuổi còn rất trẻ, đại diện cho nữ quân nhân ở đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngọc Thúy luôn tìm phương pháp khoa học để hoàn thành nhanh gọn hiệu quả công việc quản lý bếp ăn của khối cơ quan. Thời gian còn lại, chị tham gia tập luyện các bài bắn súng đặc chủng có độ khó cao. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp chị thành thạo nhiều bài bắn, tham gia bắn biểu diễn trong các dịp quan trọng. Để thực hiện được những nhiệm vụ mà chỉ huy nữ đoàn, chỉ huy phòng hậu cần tin tưởng giao cho tôi đã cố gắng hết sức vượt qua các giới hạn sự chịu đựng của bản thân. Bên cạnh đó thì tôi luôn sắp xếp các công việc làm sao cho nó khoa học, hợp lý, cân bằng giữa công việc chuyên môn và công việc huấn luyện. 5 năm qua, mô hình nhiều hơn một đã phát huy hiệu quả trong rèn luyện cán bộ sĩ quan quân nhân trẻ tại Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân. Từ đây cho ra đời nhiều thế hệ chiến đấu viên sắc bén trong mọi nhiệm vụ, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn gian khổ nhất trên thao trường, chiến trường. Tiếp theo trong bản tin, xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, trong đó nguyên nhân chính là do lái xe sử dụng chất ma túy. Theo quy định thì lái xe kinh doanh vận tải phải khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp vận tải không thực hiện nghiêm quy định này. Theo thông tư 63/2015 của Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện quản lý lái xe, thực hiện cập nhật thông tin về lái xe vào hồ sơ lý lịch lái xe và lưu tại đơn vị. Tuy nhiên, việc này được thực hiện thủ công, tại một số đơn vị vận tải còn thực hiện mang tính đối phó. Dữ liệu cập nhật vào hồ sơ lý lịch lái xe không có tính kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đây là một hạn chế lớn của ngành giao thông vận tải. Hợp tác xã vận tải Thăng Long, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này luôn phải bố trí đến 3 nhân viên hàng ngày nhập hồ sơ giấy tờ của lái xe, tình trạng kỹ thuật xe. Theo chủ nhiệm hợp tác xã này, chuyện lập hồ sơ, lưu trữ thủ công này mất thời gian, tốn chi phí mà thực tế không dùng vào việc gì. Dữ liệu mà bằng giấy cất ở trong kho thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng chỉ làm cho cái số hồ sơ trong đơn vị vận tải nó nhiều lên và thậm chí là không có chỗ để mà để nữa. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái lạc hậu. Còn đây là doanh nghiệp kinh doanh vận tải Hà Sơn Hải Vân. Doanh nghiệp này tự xây dựng một hệ thống phần mềm riêng, thông tin lái xe, cảnh báo kỹ thuật của xe hoàn toàn tự động. Phần mềm của họ rất hiện đại, tiện dụng, nhưng cũng chỉ dùng nội bộ. Mỗi khi tuyển dụng lái xe mới, họ đều phải tự xác minh và đào tạo lại. Theo chủ doanh nghiệp này, nếu có một hệ thống phần mềm dùng chung của các doanh nghiệp vận tải, thì chắc chắn khâu tuyển dụng và quản lý lái xe sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi mình tuyển vào, mình chưa biết ngày xưa người ta đã làm được bao nhiêu thời gian, làm công ty nào, có vi phạm hay không, là cái đấy là đang cái khó của doanh nghiệp. Bản thân bọn tôi là muốn làm sao sau này nó lên hệ thống ấy. Khi tôi tuyển một người vào, tôi kiểm tra cái số bằng đó là biết là anh làm được bao nhiêu thời gian và anh lái xe ở những đơn vị nào, có vi phạm hay chưa. Rất nhiều chuyên gia cho rằng cách quản lý phương tiện và người lái xe kinh doanh vận tải hiện nay quá lạc hậu. Ví dụ khi xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước mất nhiều thời gian để xác minh lịch sử quá trình điều khiển phương tiện, để xác định nguyên nhân gây tai nạn.
Chưa kể đến công tác giám sát người lái xe bằng việc khám sức khỏe định kỳ chưa được chặt chẽ. Vì thế đã có nhiều lái xe dương tính với ma túy qua mặt được cơ quan chức năng. Với cái yêu cầu quản lý nó ngày một nâng lên, rồi cái tiến bộ của khoa học công nghệ, cái chi phí cho công tác này nó cũng không phải là quá cao nữa đấy, thì tôi nghĩ là tiến tới thực hiện cái chủ trương đó cũng là cần thiết. Nếu mà chúng ta có một cái quản lý lái xe bằng công nghệ thông tin như vậy, thì có thể biết được lý lịch của lái xe trong thời gian qua. Hai là giúp cho cơ quan quản lý nhà nước và trong đó có công an, thanh tra khi xử lý lái xe trên đường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý người lái xe kinh doanh vận tải liên thông của Bộ Giao thông Tải là hết sức cần thiết. Cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng trong quá trình ghi nhận lịch sử hoạt động của lái xe, là kênh thông tin quan trọng để doanh nghiệp vận tải tham khảo trong quá trình tuyển dụng, sử dụng lái xe. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu cũng được sử dụng để phục vụ công tác cứu hộ, điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. Đây cũng là một trong những giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông hiệu quả. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị Liên minh châu Âu hoãn Brexit đến ngày 30 tháng 6. Tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới IKEA cho thuê nội thất để bảo vệ môi trường. Các kênh truyền thông hôm nay đồng loạt đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Donald Tusk đề nghị hoãn tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit đến ngày 30 tháng 6 để các nghị sĩ Anh có thời gian nhất trí với một thỏa thuận Brexit. Trong bức thư, bà May bày tỏ sự tiếc nuối khi các nhà lập pháp Anh vẫn chưa thể thực hiện tiến trình Brexit một cách có trật tự. Bà đề nghị EU hoãn tiến trình này đến ngày 30 tháng 6. Chính phủ Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hoạt động trách nhiệm với tư cách quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu trong suốt giai đoạn đặc biệt này. Bà May cho biết thêm rằng nếu Anh có thể đạt được một thỏa thuận trước ngày 30 tháng 6, thì London sẽ đề nghị rút ngắn thời gian gia hạn Brexit. Hiện Thủ tướng Anh Theresa May đang nỗ lực thuyết phục công đảng đối lập tìm ra lối thoát cho tiến trình Brexit. Có thể thỏa thuận Brexit sẽ được đem ra bỏ phiếu lần thứ tư tại Hạ viện. Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Liên minh châu Âu EU cho hay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đề xuất gia hạn linh động cho Brexit 12 tháng. Sau nhiều năm đối đầu, hôm qua, thủ lĩnh phe miền đông Libya Khalifa Haftar đã ra lệnh cho quân đội tiến về thủ đô Tripoli trong một cuộc đối đầu quân sự với chính phủ miền Tây được quốc tế công nhận. Diễn biến bất ngờ này đã khiến Liên Hợp Quốc hối hả tìm giải pháp tháo gỡ ngoài nổi. Lực lượng miền đông của tướng Khalifa Haftar ngày hôm qua tuyên bố đang tiến về thủ đô Tripoli để đánh đuổi những kẻ khủng bố và lính đánh thuê sau khi đã đánh chiếm những khu vực chủ chốt ở miền nam đất nước kể từ đầu năm tới nay. Ngay lập tức, Thủ tướng Libya Fayez al-Sarra đã lên án hành động làm leo thang căng thẳng của ông Haftar và cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng trung thành chuẩn bị trước mọi mối đe dọa. Diễn biến mới nhất này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột tranh giành quyền lực đã bủa vây Libya kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Kể từ khi chính quyền ông Gaddafi sụp đổ, đất nước Libya đã bị chia rẽ thành hai chính quyền song song, một bên kiểm soát thủ đô Tripoli được quốc tế công nhận và một bên nắm giữ miền đông do ông Haftar làm thủ lĩnh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã vội vàng bay tới Tripoli vào ngày 3 tháng 4 nhằm nỗ lực tổ chức một hội nghị hòa giải dân tộc. Phát biểu trong cuộc họp báo với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya, Ghassan Salame, ông Guterres tuyên bố Libya cần một giải pháp chính trị chứ không phải quân sự. Tôi đặc biệt kêu gọi mọi động thái quân sự phải dừng lại. Các bên giảm leo thang căng thẳng cả về mặt quân sự và chính trị. Không có một giải pháp quân sự nào giải quyết được tình hình Libya cả. Người dân Libya đã phải chịu đựng quá nhiều những năm qua và xứng đáng được sống trong chế độ tốt hơn, hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Dự kiến, ông Guterres sẽ gặp tướng Haftar trong ngày hôm nay để tìm giải pháp tháo ngòi cuộc xung đột. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền miền đông sẽ dừng lại chiến dịch của mình. Một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra tại tỉnh Gangwon, miền đông Hàn Quốc sau khi lan rộng ra các thành phố lân cận khiến một người thiệt mạng và hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Ngọn lửa bùng phát ở phía đông nam tỉnh Gangwon của Hàn Quốc từ đêm qua, sau đó lan rộng ra 5 thành phố và các vùng nông thôn lân cận dọc xuyên hải đông bắc nước này, thiêu rụi gần 400 hecta rừng, phá hủy hơn 300 ngôi nhà, 1 người thiệt mạng, 11 người bị thương và hơn 4.200 người dân phải đi sơ tán. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và yêu cầu huy động mọi nguồn lực để dập tắt đám cháy. Khoảng 45 chiếc trực thăng, 900 xe cứu hỏa và 13.000 nhân lực đã được triển khai để đối phó với hỏa hoạn. Theo các chuyên gia, do có gió mạnh nên mức độ thiệt hại và thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên. Tổng thống Moon Jae-in cũng chỉ thị chính phủ huy động truyền thông, đưa tin và cập nhật đầy đủ về đám cháy. Đặc biệt, nếu lửa tiếp tục lan rộng lên phía Bắc, Tổng thống không loại trừ khả năng liên lạc với Triều Tiên để phối hợp ứng phó. Cũng trong ngày hôm qua, Boeing đã cam kết thực hiện mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho dòng máy bay 737 MAX. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới này đang chịu sức ép nặng nề sau khi Ethiopia cho rằng vụ tai nạn tháng 3 vừa qua nằm ở chính chiếc máy bay của Boeing. Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muhlenberg đã ra tuyên bố chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân trong hai vụ tai nạn vừa qua ở Indonesia và Ethiopia, đồng thời lần đầu tiên thừa nhận sai sót trong hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay MCAS được lắp đặt trên các máy bay 737 MAX. Boeing đang nỗ lực sửa chữa phần mềm và tin rằng sau khi được nâng cấp, 737 MAX sẽ là một trong những dòng máy bay an toàn nhất. Tuyên bố của Boeing được đưa ra một ngày sau khi Ethiopia công bố báo cáo đầu tiên về vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không nước này hồi tháng trước, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Báo cáo đã xác nhận phi công đã tuân thủ khuyến nghị của Boeing cũng như cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ khi xử lý tình huống nguy cấp, song vẫn không thể điều khiển được máy bay. Báo cáo này khiến Boeing hứng chịu áp lực lớn hơn trong nỗ lực khôi phục lòng tin khách hàng, khi chỉ trong chưa đầy 5 tháng qua đã có tới gần 350 người thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay 737 MAX. Tình hình bất ổn chính trị tại Venezuela tiếp tục có nhiều biến động. Hôm qua, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela cùng phát động các cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Caracas vào ngày mai, mùng 6 tháng 4. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền đã kêu gọi tuần hành để bày tỏ ủng hộ đối với chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro, cũng như trao cho nhà lãnh đạo cánh tả này kế hoạch tổ quốc 2019-2025, văn kiện mang tính định hướng chính trị và kinh tế của chính phủ trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido cũng phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn khác nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Maduro phải từ bỏ quyền lực. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết có nhiều điểm tương đồng giữa cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia Nam Mỹ với thời kỳ đầu trước khi xảy ra cuộc nội chiến tại Syria. Với mong muốn tránh trở thành một Syria thứ hai, chính phủ của Tổng thống Maduro sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp ngoại giao và đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay. Tập đoàn nội thất lớn nhất thế giới IKEA của Thụy Điển chuẩn bị đưa vào thử nghiệm mô hình kinh doanh kiểu mới, đó là cho thuê đồ nội thất như một biện pháp giảm lượng rác thải không đáng có từ việc vứt bỏ đồ nội thất hiện nay. Sau khi thực hiện các khảo sát trong một thời gian dài, IKEA nhận thấy 90% khách hàng sẵn sàng thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường. Do vậy, tập đoàn nội thất hàng đầu thế giới này quyết định đưa vào thử nghiệm mô hình cho thuê đồ nội thất, theo đó cho phép khách hàng thuê mọi thứ, từ ghế văn phòng đến bàn và thậm chí cả đồ nội thất trong nhà bếp, và trả lại những đồ nội thất sau khi hết thời gian thuê. Sau khi nhận lại đồ, IKEA sẽ sửa chữa, tân trang lại và tiếp tục cho người khác thuê. Việc cho thuê này sẽ đáp ứng 3 mục tiêu của IKEA: giá cả phải chăng hơn, thuận tiện hơn và bảo vệ hành tinh. Chúng tôi muốn đưa những đồ nội thất đã qua sử dụng vào chuỗi giá trị mới, thay vì vứt bỏ chúng như cách chúng ta vẫn làm trước đây. IKEA sẽ chính thức đưa mô hình cho thuê đồ nội thất này vào năm 2020 tại 30 thị trường trên toàn cầu. IKEA cũng từng cam kết sẽ sản xuất tất cả các sản phẩm của mình từ vật liệu tái chế vào năm 2030 và thiết kế các sản phẩm sao cho dễ dàng tái sử dụng, sửa chữa và tái chế. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.